Mời các bạn xem tiếp bộ truyện Già yêu muốn đào thoát, chấp 16. Chỉ còn lại phần đuôi này thôi. Lờ mờ. Tỉnh lại, do đuôi dài quá nên yêu khí xâm nhập chưa thể bài trừ ngay sao? Trời ạ, à, đang thưởng cho mình sao? Mút liếm chuột, chuột, ôm lấy, ưng qua, chuột, trượt. Biến thái? A a. Lùi lại. Biến thái kia, sao ngươi lại xuất hiện ở đây hả? Quan đã, thứ nhất ta không phải biến thái. Thứ hai đuôi của ngươi vẫn còn yêu khí tàn dư, mau giải trừ hết rồi rời khỏi đây thôi. Quan đã, thời cửu ngươi chạy cái gì thế ngươi đuổi làm gì ta phải trị thương cho ngươi biến thái chết tiệt ngươi đừng nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi nhanh chóng bỏ trốn ngươi đừng hòng động vào đuôi của ta cũng có nhất thiết phải trèo lên xà nhà không ta đáng sợ vậy sao yêu khí ở đuôi ngươi vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn trèo cao như vậy cẩn thận bị ngã đó mất sức a à, rơi xuống người xem ta nói đúng chưa đỡ lấy rơi xuống bốp mừng thầm nếu dám chạm vào đuôi ta người chết chắc ta đã nói rồi ta không cố ý cho tay vào đó khoan đã có yêu lực không rõ từ đâu ra truyền vào cơ thể mình. Cảm giác quen thuộc này là yêu lực của mình. Hay do đạo sĩ nhà ngươi? Ước, ừ, cực, cuốn lấy, trả yêu lực lại cho ta. thời cửu ý ngươi là gì đây thời cửu khi nãy cơ thiên tứ chạy qua đó đại vương chắc không sao đâu nhỉ tiểu binh lâm trận tự dưng có lương tâm quay lại tìm thấy rồi nhưng mà hai bọn họ đang làm gì vậy giết chặt không thở được là đại vương muốn giết cơ thiên tứ hay là một loại play mới của họ run dậy đứng dậy trên người tên này tự dưng lại hiện ra ánh sáng màu đỏ nhưng biểu cảm gì đây giết chặt nắm kéo về Cơ thiên tứ, ngươi làm gì thế hả? Quấn lấy, ngươi làm ta đau đấy. Mau thả ra. Tìm thấy rồi, chính là chỗ này. Luồn vào, cơ thiên tứ ngươi là tên súc sinh.